trong hệ thống vận hành của huấn luyện viên Mikel Arteta, đội trưởng Martin Odegaard và sản phẩm đi lên từ học viện Bukayo Saka đang kết hợp ăn ý bên cánh phải, trở thành hướng tấn công quan trọng nhất. Saka thường di chuyển rộng, đứng sát đường biên dọc để giúp Arsenal kéo giãn hàng thủ đối phương, trong khi Odegaard lùi sâu để phát triển bóng và tấn công vào khoảng trống được tạo ra từ cách di chuyển của Saka. Sự kết hợp giữa họ đã giúp Arsenal tạo ra nhiều cơ hội tấn công hiệu quả. Trước trận đấu với Tottenham Hotspur, cặp Saka và Odegaard trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và khả năng của họ có thể quyết định kết quả của trận derby Bắc London. Trong hệ thống vận hành của huấn luyện viên Mikel Arteta, đội trưởng Martin Odegaard và sản phẩm đi lên từ học viện Bukayo Saka đang kết hợp ăn ý bên cánh phải, trở thành hướng tấn công quan trọng nhất. Saka thường di chuyển rộng, đứng sát đường biên dọc để giúp Arsenal kéo giãn hàng thủ đối phương, trong khi Odegaard lùi sâu để phát triển bóng và tấn công vào khoảng trống được tạo ra từ cách di chuyển của Saka. Sự kết hợp giữa họ đã giúp Arsenal tạo ra nhiều cơ hội tấn công hiệu quả. Trước trận đấu với Tottenham Hotspur, cặp Saka và Odegaard trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và khả năng của họ có thể quyết định kết quả của trận derby Bắc London.